Thưa quý vị, như chúng tôi đã đưa tin, đợt chi trả 62.000 tỷ hỗ trợ cho người khó khăn ảnh hưởng dịch COVID-19 vừa qua, tại Thanh Hóa, huyện Thọ Xuân có hơn 2.400 người tự nguyện không nhận hỗ trợ vì muốn nhường cho những người có hoàn cảnh khó khăn hơn và đồng hành cùng chính phủ dập dịch. Tổng số tiền người dân tự nguyện không nhận là vào khoảng 1,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, trên mạng xã hội thì nhiều ý kiến cho rằng đã có sự ép buộc của chính quyền địa phương đối với người dân. Thậm chí là một số người còn quả quyết rằng người dân đã bị ép ký vào những lá đơn đánh máy sẵn với nội dung tự nguyện không nhận tiền hỗ trợ. Đại diện một số xã có đơn đã lên tiếng bác bỏ và khẳng định thông tin trên là hoàn toàn bịa đặt. Hôm qua ngày 12 tháng 5, một tài khoản Facebook LM Trần Chính Trực đăng tải thông tin ép người dân phải ký vào đơn không nhận tiền hỗ trợ do đại dịch COVID-19 đã được làm sẵn theo kiểu này là không được. Kèm theo bài đăng là hình ảnh một tờ đơn xin tự nguyện không nhận tiền hỗ trợ do dịch COVID-19 của ông Lê Xuân Quang, chú thôn 4, xã Xuân Sinh, huyện Thọ Xuân, cùng ảnh chụp đoạn tin nhắn việc người dân bị ép ký đơn. Thông tin trên được nhiều người chia sẻ và đưa ra nhiều ý kiến trái chiều, gây bức xúc dư luận. Trao đổi với báo chí, ông Lê Chí Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xuân Sinh, huyện Thọ Xuân cũng khẳng định không có chuyện xã ép người dân không nhận tiền hỗ trợ. Sở dĩ có mẫu đơn để người dân đăng ký là vì xã thấy có nhiều hộ gia đình tự nguyện đăng ký không nhận tiền hỗ trợ, nên xã đã cho đánh máy in sẵn để tiện cho những người không biết viết đơn. Xã này cũng đã báo cáo lên huyện Thọ Xuân, khẳng định thông tin xã ép người dân không nhận tiền hỗ trợ là thất thiệt. Đại diện Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết sẽ điều tra và xử lý người cung cấp thông tin xuyên tạc, sai sự thật theo luật an ninh mạng với trường hợp này. Ngay tối ngày hôm qua ngày 12 tháng 5, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng đã có công văn gửi Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội của tỉnh Thanh Hóa yêu cầu làm rõ thông tin người dân không nhận tiền hỗ trợ của chính phủ và yêu cầu địa phương gửi kết quả rà soát về văn phòng Bộ trước ngày 14 tháng 5 để báo cáo Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Thưa quý vị, sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tuyển sinh năm 2020, công bố đề thi minh họa kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, nhiều trường đại học trên cả nước thì đã rút không tổ chức kỳ thi riêng. Và nhiều trường đại học trên cả nước thì quyết định sử dụng kết quả từ kỳ thi này để tuyển sinh. Tuy nhiên, vấn đề được các trường nhiều trường đặt ra là làm sao để kỳ thi đạt được sự tin cậy và có chất lượng để làm cơ sở cho các trường sử dụng xét tuyển. Trường Đại học Thương mại cho biết mùa tuyển sinh năm 2020, các phương án tuyển sinh của nhà trường vẫn giữ ổn định như năm trước. Trường sử dụng kết quả từ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông để tuyển sinh. Tuy nhiên, có một vài thay đổi thí sinh cần lưu ý như bổ sung thêm tổ hợp cho các chuyên ngành đào tạo đại trà, đào tạo ngành đặc thù cũng sẽ tuyển sinh cùng đợt và đăng ký trên cùng hệ thống với chương trình đại trà. Bên cạnh đó là mở rộng đối tượng xét tuyển, tăng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào. Trường thì vẫn trung thành với cái việc mà sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông để xét tuyển vào đại học của trường, và cái ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào thì năm nay có trường tăng từ 17 điểm năm trước nên năm nay thành 18 điểm. Đây là ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là 18 điểm. Trường Đại học Y Hà Nội năm nay tuyển sinh 1.120 chỉ tiêu. Năm nay, các ngành đào tạo sức khỏe tiếp tục được Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định ngưỡng điểm đầu vào cùng với ngành sư phạm. Theo lãnh đạo trường đại học này, khi kỳ thi trung học phổ thông đạt được độ tin cậy và chất lượng, các trường đại học sẽ yên tâm sử dụng kết quả. Do vậy, cái khâu mà chúng ta coi thi và chấm thi thì phải có một cái sự giám sát hết sức chặt chẽ để tránh những cái sai sót đáng tiếc xảy ra. Bộ đã khẳng định là đề thi có tính chất phân hóa, tôi nghĩ như vậy là rất là tốt. Và nếu chúng ta làm một cách bài bản thì chúng ta cũng sẽ chọn lựa được, đánh giá đúng cái năng lực của các em. Trường cũng đã đưa ra các cái tiêu chí phụ để xét tuyển và hy vọng rằng với cái tiêu chí phụ đưa ra để sử dụng như vậy thì trường sẽ xác định được cái mức điểm trúng tuyển hợp lý, đảm bảo chất lượng đầu vào của nguồn tuyển và tuyển đủ các cái chỉ tiêu tuyển sinh. Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý các trường đại học cần hoàn thiện đề án tuyển sinh theo quy chế mới ban hành, trong đó bao gồm tất cả các trình độ đào tạo, hình thức, loại hình đào tạo, phải công khai trên cổng thông tin điện tử và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước xã hội. Năm nay chúng ta sẽ xác định những cái tổ hợp tuyển sinh và phải phù hợp với cái nhu cầu, với cái yêu cầu của ngành nghề đào tạo. Thứ nữa thì các trường cũng lưu ý là không gọi thí sinh nhập học trúng tuyển trước khi mà thí sinh có đủ điều kiện đó là tốt nghiệp trung học phổ thông.
Quy chế tuyển sinh năm 2020 đã bổ sung quy định các trường chịu trách nhiệm giải trình với cơ quan quản lý nhà nước và với xã hội về cơ sở, luận cứ khoa học và quy trình xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và các tổ hợp tuyển sinh phù hợp với ngành đào tạo hay không.